Thưa quý vị, theo báo cáo của Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, từ 18 giờ chiều 24 tháng 7 đến 18 giờ chiều nay 25 tháng 7, toàn tỉnh ghi nhận 5 ca COVID-19. Trong số này, thành phố Vũng Tàu ghi nhận 4 ca và thị xã Phú Mỹ ghi nhận 1 ca. Một bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại khoa ICU bệnh viện Vũng Tàu, hiện vẫn đang phải thở oxy mask. 69 bệnh nhân điều trị tại nhà. Đến nay, 100% số trẻ trong độ tuổi từ 5 đến 11 tuổi trên địa bàn tỉnh đã được tiêm chủng ngừa COVID-19. Trong đó có 49,2% trẻ đã tiêm đủ 2 mũi vaccine, 8,5% công dân từ 18 tuổi trở lên đã được tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 4.